Chào năm anh chị em, chào tất cả các anh chị em Việt Nam thân yêu, Việt Nam đất nước con người. Việt Nam luôn luôn là ở trong trái tim của chúng ta và con người của chúng ta. Chúng ta đi đâu luôn luôn phải bảo vệ cho đất nước Việt Nam và con người của chúng ta và con người Việt Nam của chúng ta. Ba que giờ nó sủa xiên tạc lắm các anh chị ạ. Đấy. Ba que giờ nói chung là hết đường chạy rồi, hết đường ăn rồi. Xin lỗi các anh chị, giờ có những ba que nó bảo là cứt Mỹ còn hơn, nó bảo nó ăn cứt Mỹ còn hơn cơm Việt Nam. Đấy, có một số ba que nó bảo thế đấy các anh chị ạ. Nhưng các anh chị ơi, Hải Yến nói như này thôi, bây giờ cứt Mỹ cũng không có để cho ba que nó ăn đâu. Đấy, nó ở cái đấy đấy. Đấy, khổ lắm, nhục lắm. Đấy, các anh chị, nếu như các anh chị thấy tất cả những cái người mà gọi là ba que xỏ lá đấy, là giờ là cứt Mỹ còn không có mà ăn đi chứ đừng có nói. Đấy, đừng có nói mà đòi cơm Việt Nam bây giờ nữa. Nó bảo cứt Mỹ thơm hơn là cơm Việt Nam đấy, nhưng bây giờ cứt Mỹ còn không có mà ăn đâu các anh chị ạ. À, còn bây giờ có những thằng nó là tự do dân chủ đấy, nó có hiểu thế nào là tự do dân chủ đâu mà nó đòi tự do dân chủ. Nó nói đủ mọi thứ, Việt Nam là không có an sinh xã hội, nó nói đấy, những cái thằng ba que nó nói đấy, là Việt Nam không có an sinh xã hội, Việt Nam là không có cái nọ, không có cái kia. Đấy. Việt Nam của chúng ta bây giờ có đủ mọi thứ rồi. Đấy, các anh chị không thấy không? An sinh xã hội là có, nhà cửa, các anh chị, hàng trăm người có nhà cả hàng trăm. Thì làm sao chúng ta đòi cái lương trợ cấp được? Chúng ta không thể đòi cái an sinh xã hội được. Chúng ta đã có nhà rồi, chúng ta không bao giờ đòi an sinh xã hội để cái lương trợ cấp đó được. Đấy. Lương trợ cấp ở bên đây, Hải Yến vẫn cứ nói với các anh chị, lương trợ cấp ở bên đây có chứ không phải là không có, Hải Yến vẫn nói. Nhưng ai đi thuê nhà thì mới được cái lương trợ cấp. Còn nếu như ai mà mua nhà rồi thì không bao giờ được cái lương trợ cấp. Đó, không bao giờ được trợ cấp cái gì. Đấy, khi anh đã có nhà rồi không có một cái gì hết để mà trợ cấp. Đấy, nó trợ cấp bằng cái gì? Chỉ có anh đi thuê nhà thì chính phủ ở bên đây người ta đâu có ngu gì, người ta xây nên một cái tòa nhà nhá. Người ta đánh thuế cao của những người đi làm, đúng chưa? Đánh thuế rất cao của những người đi làm để trả cho những cái thằng ăn lương trợ cấp. Và chính phủ lại xây những cái nhà để cho thuê. Đấy, thì cái tiền mà của người dân đi làm cho những cái thằng mà nó ăn lương trợ cấp đấy, thì chính phủ lấy cái tiền đấy để trả cho những cái thằng ăn lương trợ cấp. Còn thuê nhà thì chính phủ cho thuê, thì cái tiền đó là chính phủ lại ấn vào túi. Chính phủ xây nhà nên chính phủ cho thuê, thì cái tiền đấy chính phủ lại ấn vào túi. Đấy, các anh chị thấy không? Tự do dân chủ là người ta cũng tính toán hết cả rồi. Đấy, chứ không phải. Nhưng đời, từ đời con cháu của Việt Nam của chúng ta đây này, từ đời bố mẹ của chúng ta, từ đời cha ông tổ tiên của chúng ta, từ đời vua chúa của Hùng Vương nhá, là đã để lại đất cát cho đời ông đời bà của chúng ta, sau đó đời bố mẹ của chúng ta, sau đó là đời chúng ta được hưởng. Đấy. Thì không bao giờ là mơ tưởng đến cái tiền mà trợ cấp nữa, vì chúng ta có nhà rồi. Đấy. Các anh chị phải đặt một câu hỏi, chúng ta có nhà sướng hơn hay chúng ta đi thuê nhà sướng hơn? Đấy. Các anh chị phải đặt câu hỏi nó như vậy thôi. Ở bên đây kể cả là anh đi mua nhà trả góp, anh cũng không được hưởng cái gì, vì đấy là anh mua trả góp, đấy là của anh rồi. Đấy, anh cũng không được hưởng cái tiền gì hết, nghe chưa? Đấy, đấy. Còn an sinh xã hội, Hải Yến vẫn nói, vì mỗi một năm Hải Yến về Việt Nam, Hải Yến thấy là đã có an sinh xã hội rồi. Việt Nam chúng ta là phát triển rất là nhanh. Đấy, an sinh xã hội tại sao? Trẻ con là đã được, nếu như gia đình nào mà khó khăn là viết giấy lên những cái nơi chính quyền địa phương, đã được giảm cái tiền học phí. Đấy. Tiền học phí là giảm 70-80%. Đấy. Cái tiền học phí hàng năm từ lớp 1 đến lớp 12 của chúng ta đóng không đáng là bao nhiêu. Đấy.
nó chỉ tiền, nó chỉ gọi như cái tiền sách vở ở bên đây đóng thôi. Đấy, tiền sách tiền vở đây này các anh chị này. Mới hôm qua Hải Yến đi mua cho con cho cái là những cái sách vở như thế này thôi. Đây này, nó cũng phải đấy, chỉ những cái bút cái bủng như thế này thôi, những cái đơn giản đây này, những cái này như thế này, những cái thước kẻ như thế này các anh chị đấy. Đây là những cái quyển, đây những cái bút sách như thế này. Hôm qua Hải Yến đi mua vào 100 euro, 100 euro thì nó tính ra là 20, nó tính là 2,5 triệu các anh chị, chỉ những cái bút sách vở như thế này, chỉ những cái bút như thế này thôi các anh chị. Đấy, tính ra tiền 100 euro rồi. Thì các anh chị bảo cái đất nước tự do dân chủ ấy, đúng đồng lương nó cao hơn một chút, nhưng cái chi tiêu hàng ngày nó cũng rất là cao. Đấy, cái chi tiêu hàng ngày nó cao lắm các anh chị ạ. Đấy, chứ đâu có phải đơn giản. Đây chỉ những cái quyển sách, chỉ những cái quyển sách viết như thế này thôi các anh chị nhé. Đấy, chỉ cái quyển sách viết như thế này, hôm qua Hải Yến vừa đi mua cho con cái đấy. Nó không, nó đấy, chỉ quyển sách như thế này thôi mà hôm qua Hải Yến đi mua đấy là nó có đáng là bao nhiêu đâu anh chị, chỉ có 3-4 quyển sách, rồi là mấy cái bút, rồi là những cái kéo như này để cắt thủ công đấy, những cái kéo như này để cắt thủ công đấy các anh chị, mà 2,5 triệu bạc đấy. 2,5 triệu tính ra tiền Việt mình 2,5 triệu đấy các anh chị. Đấy, kẻ này ở bên Việt Nam nó đáng là bao nhiêu đâu các anh chị, nó không đáng là bao nhiêu, có khi chỉ 1.000 đồng, 2.000 đồng. Đấy, nhưng cái thước kẻ ở bên đây nó phải mua 60.000 đồng các anh chị ạ, 60.000 đồng cái thước kẻ như thế này, kẻ bốn góc, kẻ bốn góc như thế này. Đấy, các anh chị thấy không, thì ở đâu nghĩa là các anh chị làm đã được tiền ở bên đây, nhưng cái chi phí đời sống ở bên đây nó cũng rất là cao. Đấy, cái đôi đây này các anh chị nhìn như này nhá, đây Hải Yến này, cái đôi giày như thế này thôi các anh chị, các anh chị chỉ nhìn thôi, nếu như cái đôi giày như này các anh chị mua ở Việt Nam bao nhiêu tiền? Đấy, các anh chị mua ở Việt Nam bao nhiêu tiền, nó không đáng là bao nhiêu tiền. Đấy, nhưng ở bên đây cái đôi giày như này phải 80 euro, 80 euro nó tính ra bao nhiêu, 2 triệu tiền Việt mình, mà đâu có phải mua được một đôi đâu các anh chị. Đấy, mình phải mua cho con mình 2-3 đôi. Đấy, mỗi một tháng nó là như vậy, cứ tháng tháng nó đi, nó bẩn, trẻ con mà nó đi nó bẩn thỉu rồi nó vân vân và vân vân, bắt buộc chúng ta phải mua cho con. Đấy, đi làm ở bên đây đúng là có tiền, nhưng cái chi phí ở bên đây nó, nếu cái chi phí ở bên đây nó rất là cao, nếu như vợ chồng nào mà không làm ra được tiền ấy, là hoặc là ăn lương trợ cấp ấy, không bao giờ mua được những cái đôi giày như thế này cho con đâu. Đấy, có khi có mua được nhưng có khi là chỉ được một đôi. Đấy, các anh chị thấy không, người ăn lương trợ cấp ấy, nó rất là vất vả, không phải đơn giản như là mọi người ngồi nghĩ đâu. Hải Yến đi làm vỡ mặt ra đây. Đấy, cứ mỗi một tháng là Hải Yến tính ra phải mua gần 10 triệu tiền quần áo cho con, tiền dép giày cho con mỗi một tháng đấy các anh chị nhá. Thì các anh chị bảo nếu như cái tiền lương trợ cấp mỗi một tháng của các anh chị ở bên đây có con đấy mới được 1.100. Đấy, nếu như các anh chị có con đấy, cả vợ chồng các thứ có mấy con cũng chỉ được 1.100 thôi. Đấy, có một gia đình có 3-4 con chỉ được có 1.100, 1.200 thôi các anh chị ở đấy. Thì các anh bảo, chị bảo nếu như 1.100, các anh chị đi thuê nhà đã 600-700 rồi, các anh chị có 2-3 đứa con nữa, thì các anh chị sống bằng kiểu gì, làm sao các anh chị mua được những cái đôi giày như thế này cho con? Đấy, không thể mua được đâu. Hải Yến đây này, cả hai vợ chồng Hải Yến đi làm vỡ mồm ra đây này. Đấy, chứ đâu có phải là dễ sống đâu. Mà Hải Yến đây này, Hải Yến cũng chỉ có 1 đứa con đấy, chứ Hải Yến không có nhiều đâu các anh chị đấy. Thì các anh chị bảo nếu không đi làm thì làm sao mà mua được những cái đôi giày như thế này, ăn lương trợ cấp làm sao mua được những cái đôi giày như thế này. Đấy, các anh chị phải hiểu cái tiền an sinh xã hội ở bên đây này. Đấy, nó có chứ nó không phải là không có, nhưng chúng ta phải thuê nhà. Nhưng cái thuê nhà đó thì các anh chị bảo, các anh chị đi thuê nhà cứ gọi cho 600 đi, đúng chưa? Thì các anh chị còn được 500. 500 các anh chị có nhà, các anh chị bốn, một nhà có bốn đầu người đi. Đấy, một gia đình có 4 đầu người đi, thì 4 đầu người các anh chị sống kiểu gì trong vòng 500 euro? Đấy, không sống kiểu gì bằng 500 euro. Ngày xưa như thế này, Hải Yến kể như này, tại sao nào? Ngày xưa nhiều người người ta ăn lương trợ cấp ở bên đây, ngày xưa nó rẻ lắm. Cách đây 10 năm, 20 năm ý, thì nó rẻ thật. Là mọi người cứ ăn lương trợ cấp các anh chị ạ. Đấy, xong là mọi người đi làm chui. Đấy,
cái tiền lương trợ cấp thì người ta trả tiền nhà, còn cái tiền mà nó đi nằm chui ấy là nó ấn vào túi, ví dụ nằm chui được 1.000 hay là ví dụ như vậy, thì nằm chui thì nó rẻ thôi, công thì nó rẻ thôi, thì là ấn vào được 1.000 ví dụ như vậy. Nhưng bây giờ nó không cho nữa, bây giờ đi nằm chui, tất cả đi nằm chui bây giờ nó đều bị bắt hết. Đấy, chủ nó không dám nhận nữa các anh chị. Ngày xưa ở bên đây đi nằm chui kinh lắm, cứ ăn lương trợ cấp các anh chị. Đấy là cái lừa dối của người dân. Đấy. Cái ác là cái ác ở đấy, cái lừa dối của người dân. Cái người dân thiếu nghĩa là chỉ muốn hệ, chỉ muốn là có vào trong người, vào hết. Đấy. Cái gì cũng phải có. Đấy. Khi mà ăn nhà nước ở bên đây, khi người ta đã nói rồi, ai ăn lương trợ cấp không đi được, không được phép đi nằm chui, nghe chưa? Nhưng người dân ấy, người Việt mình ấy là kém cái hiểu biết, là cũng muốn để có thêm một cái thu nhập vào nữa, vì lương trợ cấp nó không đủ sống, cho nên đi nằm chui thì ngày xưa thì nó dễ. Đấy, thì nó không, cái bọn Tây nó ngu lắm các anh chị ạ. Đấy, cái bọn Tây nó ngu cực. Đấy, nói thẳng, những cái thằng chính phủ Tây nó ngu lắm đấy, nó không khôn đâu, chính phủ Tây nó ngu cực. Đấy, đi nằm chui. Đấy, thì là mỗi một người được 1.000, 1.000 thì cái tiền đấy người ta để ra rồi. Đấy, đi lại gọi là đi nằm chui đấy, thì cái tiền đấy người ta để ra rồi. Nhưng 10 năm đổ về đây, nó biết rồi, chính phủ nó biết rồi, nó bắt hết những cái người nào mà đang ăn lương trợ cấp mà đi nằm chui, nó bắt hết. Xong bắt đầu nó cúp lương trợ cấp các anh chị ạ. Xong cái người chủ đó là bị phạt 8.000 nữa. Cái người chủ mà nhận cái người nằm chui đấy, đấy là bị phạt 8.000 nữa. Đấy, là bị phạt 8.000 nữa. Thế là bây giờ chủ nó đéo dám nhận cái người đi ăn lương trợ cấp để đi nằm chui nữa. Chủ nó không dám nhận đâu các anh chị. Nếu như bây giờ ai mà ăn lương trợ cấp mà đi nằm chui, chủ nó không dám nhận nữa, vì nó bị phạt 8.000 cơ mà. Đấy, rồi cái người mà bị bắt là, cái người mà bị bắt đấy, ăn lương trợ cấp mà bị bắt đấy, là nó cúp mẹ trợ cấp luôn. Thế là từ khoảng 10 năm nay là khó rồi, đi làm chui khó, ăn lương trợ cấp sau đó là đi làm chui nó khó rồi, đéo làm chui được. Đấy, đấy, cho nên là cái ngày xưa thì nó dễ, còn bây giờ chính phủ giờ nó khôn rồi, nó bị bắt nhiều những người châu Á mình lừa đảo ở cái đó. Đấy, châu người Việt mình cứ đến cái đất nước của người ta ăn lương trợ cấp xong đi làm chui, thế là nó bắt mẹ rồi. Đấy, nó bắt hết, xong nó cúp cái tiền lương trợ cấp đó. Thì bây giờ chính những người ăn lương trợ cấp nó khó khăn. Đấy, những cái người mà ví dụ như Hải Yến là đi theo cái kiểu là đi theo lấy chồng thì nó khác nha các anh chị. Còn những anh chị mà đi theo cái kiểu tệ nạn xã hội, tệ nạn chính trị ngày xưa đấy, là đi làm chui nhiều lắm. Đấy, đi làm chui kinh khủng khiếp ý, cứ ăn lương trợ cấp xong đi làm chui. Cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa nó tham đến mức độ vậy đấy các anh chị ạ. Đấy, cái giống đời cái những cái lũ mà chế độ của Việt Nam Cộng Hòa nó tham cực kỳ luôn các anh chị ạ. Nó tham dã man luôn, nó lấy tiền của chính phủ rồi, nó lấy tiền ăn lương trợ cấp của chính phủ rồi, sau đó nó đi làm chui nữa. Trời ơi, nó lúc nào nó cũng đòi hỏi, chính phủ phải cho nó tiền trợ cấp. Sau đó nó lấy được cái tiền trợ cấp, sau đó nó lại đi làm chui, nó đòi hỏi đủ mọi thứ đi các anh chị ạ. Ôi giời, nó đòi hỏi đủ mọi thứ, giống như bây giờ những cái thằng Ba Que nó lũ về Việt Nam, nó ăn về Việt Nam đấy các anh chị thấy không? Nghĩa là chúng nó chỉ có đòi hỏi thôi, đòi hỏi phải có, tao phải nhiều. Chờ mẹ tí con. Chờ ăn moment nhá. Nghĩa là cái chế độ của cái lũ mà Việt Nam Cộng Hòa nó tham cực luôn. Đấy, ở bên đây Hải Yến cũng biết đấy. Nó ăn lương trợ cấp nha các anh chị nhá. Sau đó nó đi làm chui nhiều lắm. Nó cứ lấy tiền ăn lương trợ cấp hàng tháng, sau đó nó lại đi làm chui. Nhưng bây giờ bị bắt nhiều hết rồi. Người ta báo, nghe chưa? Những cái nơi mà nhận làm chui nó báo bị cái chủ nhận làm chui đấy là phải phạt 8.000, sau đó nhà những cái người ăn lương trợ cấp nó cúp hết các anh chị ạ. Nó cúp hết. Đấy, các anh chị thấy không? Những cái lũ mà nó cứ đòi hỏi, nó tham kinh khủng khiếp. Nó tham đủ mọi thứ. Nó tham kinh lắm. Cái gì nó cũng muốn là của nó, cái gì không phải của mình nhưng nó cũng đòi hỏi là phải của nó. Đấy, các anh chị thấy không? Nó tham khiếp khủng luôn, nó tham rữ rủng luôn. Đấy, nó tham kinh lắm các anh chị thấy không? Giống như cái lũ mà
giống bây giờ như là Hải Yến trở lại mấy cái thằng bà què đấy, giống như mấy cái thằng bà què bây giờ cũng thế thôi, nó toàn người, nó lừa người của chúng nó đấy các anh chị ạ. Nó lười lao động, nó ăn lương trợ cấp, sau đó là nó tụ tập vào một hội đấy, nó toàn ăn lương trợ cấp thôi, sau đó là nó tụ tập vào một hội, xong nó mơ tưởng chính trị đấy, nó mơ tưởng lắm. Cái đầu của chúng nó lúc nào nó cũng mơ tưởng là nó phải làm chính trị, nó phải làm tổng thống các anh chị ạ. Trời ơi, xong bắt đầu nó quyên góp vào với nhau đấy, đứa nào đứa đấy là nó quyên góp vào với nhau, nó quyên góp vào nhau xong là bị cái thằng tổng thống đến lừa mẹ đi. Ví dụ đất Đào Minh Quân đấy, nó lừa hàng bao nhiêu người đấy, đấy các anh chị không thấy, nó lừa đủ mọi thứ tiền của những người chỉ mà gọi là ngụy quân ngụy quyền đấy, nó chung tiền vào xong nó lừa người này 10.000, người kia 2.000, người kia 1.000, cứ chung vào vậy là nó lừa. Thế bây giờ đấy các anh chị không thấy không, thế nó mới thấy là nở nhà ra mặt chuột đấy. Đấy bây giờ là thủ tướng nào đâu, toàn có thủ tướng đấu đá nhau đánh nhau vì cái chuyện quyên góp đấy các anh chị. Đấy, bây giờ mới thấy giống như cái ông đại tướng Quách Thế Hùng này là bác sĩ của Việt Nam Cộng Hòa đấy, là ông nói nhá, chứ không biết là ông có phải là bác sĩ hay không, nhưng chính mồm ông bây giờ ông đang lên trên mạng xã hội để ông ấy vạch mặt cái thằng Đào Minh Quân ra, mà ông cũng là đại tướng Quách Thế Hùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đấy, ông cũng đã từng đóng góp vào tiền vào với lại cái thằng Đào Minh Quân rồi, lừa hết của ông ấy rồi, nó lừa sạch. Chúng nó toàn có lừa nhau, quả kể cả là Việt Tân cũng thế đấy. Nó lừa nhau, chân trời chân lý cũng thế, đều lừa nhau hết các anh chị đấy. Nó quyên góp và nó lừa nhau đấy. Rồi nó nói tùm lum về Việt Nam đấy. Thế các anh chị, còn ví dụ như là an sinh xã hội là Hải Yến cũng đã nói rồi, an sinh xã hội ở Việt Nam của chúng ta, chúng ta có nhà rồi, đúng chưa? Nếu như nhà nào mà đã có nhà rồi mà hoàn cảnh còn khó khăn, là các anh chị viết làm một cái đơn để lên chính quyền địa phương, ở cái địa phương đó là người ta đã giảm học phí cho con các anh chị từ lớp 1 đến lớp 12, hay là hoặc từ lớp 12 lên đại học được giảm bao nhiêu tiền đấy, là nó có hết. Đấy là an sinh xã hội của Việt Nam mình đấy. Còn ví dụ người nghèo mà không vượt lên được số phận, có đất ở đấy nhá. Cái đất là cái quan trọng lắm, cái đất là cái tài sản của anh rồi. Ở bên đây này, nếu như ai ăn lương trợ cấp nhá, là phải tay trắng hết, không có một cái gì, thậm chí cái xe ô tô cũng không có đấy. Nếu như anh có xe ô tô rồi mà anh đi hỏi ăn lương trợ cấp, nó bảo mày bán cái xe ô tô đi ạ nhá. Nó cai quản được hết, nó chỉ đánh vào cái tên tuổi của anh, cái nhà của anh nhá. Là vì cái xe ở bên đây mua thì rõ ràng là nó có tên tuổi của anh ở trong cái nhà nước rồi, ở trong cái tiền thuế rồi. Ấy, khi mà nó đánh lên, nó bảo mày có cái xe đây rồi đúng không? Tại sao mày lại đòi đi ăn lương trợ cấp? Mày phải về mày bán cái xe của mày đi, dù đắt hay dù rẻ, dù được 500 euro hay dù được 300 euro, nhưng mày cũng phải bán đi. Sau đó mày phải đến ăn lương, mày phải đến mày hỏi ăn lương trợ cấp. Đấy. Sau đó mày mới được hỏi ăn lương trợ cấp, chứ không phải đùng cái mà mày đòi hỏi ăn lương trợ cấp được ngay. Đó. Thì các anh chị thấy là cái an sinh xã hội ở bên đây nó là như vậy. Và cái an sinh xã hội của chúng ta là chúng ta độc lập tự do. Chúng ta đã có đất. Tuy là ví dụ Hải Yến nói là cái nhà nào nghèo đi, chưa có nhà đi nhá. Đấy. Cái một cái nhà nào mà rất là nghèo đi, chưa có nhà, nhưng cái nhà đấy là đã có đất rồi, đúng chưa? Thì khi anh có đất rồi, như ở bên đây là anh không được phép hỏi cái tiền lương trợ cấp, vì cái đấy là cái tài sản của anh rồi, làm sao mà anh được hỏi cái tiền lương trợ cấp nữa. Đấy. Thì nó phải lại phải bắt anh phải bán đất đi, anh mới được hỏi cái tiền trợ cấp ở bên đây. Đấy. Nhưng ở Việt Nam của chúng ta, cái tình thương của chúng ta, cái tình thương của cái chế độ cộng sản nó rất là cao cả lắm các anh chị. Đấy, nó cao cả cực kỳ luôn. Ví dụ như anh có đất mà anh không có nhà, cái cơ quan địa phương nhà nước ở cái nơi mà các bạn sinh sống, người ta đến, người ta xem, người ta đã viết đưa đơn lên chính phủ là chính phủ xây những cái nhà tình nghĩa cho, tình thương cho. Đấy, cái nếu như hộ nghèo thì gọi là tình thương, còn nếu như mà người có công với cách mạng thì gọi là tình nghĩa. Đấy, thì các anh chị bảo là sau đó hàng tháng các anh cái người đó lại được cái tiền trợ cấp của hàng tháng nữa.
thì các anh chị bảo là cái đấy là cái an sinh xã hội của chúng ta rồi, nó rất là lớn rồi. Đấy. Anh được quyền sử dụng đất, đúng chưa? Anh được tiền xây nhà tình thương và tình nghĩa. Đấy. Anh được tiền trợ cấp của hàng tháng nữa. Nếu như hộ nào này nghèo nữa thì anh lại được nhà hảo tâm kêu gọi. Ví dụ như bây giờ có những cái nơi mà người ta vẫn đi kêu gọi cho những cái nhà mà cho những cái người mà hoàn cảnh khó khăn đấy. Đấy. Thì các anh chị thấy không? Người Việt của chúng ta nó ở một cái đó. Người Việt cái tâm của chúng ta là ở cái đó đấy. Bây giờ ở bên đây đi ăn lương trợ cấp còn lâu, trên răng dĩ cắt tốt. Trong tay phải không có cái gì thì mới được ăn lương trợ cấp. Còn các anh chị có đất rồi không bao giờ được ăn lương trợ cấp nữa. Cho chúng ta phải hiểu rõ cái người Việt Nam, có một số người Việt Nam của chúng ta đấy. Cái bọn mà gọi là, dân chủ dâm đấy, dân chủ quậy đấy, dân chủ quậy và dân chủ dâm đấy. Là chúng ta phải hiểu cái điều đó. Tuy là chúng mày cứ sủa về bên, cứ sủa từ Việt Nam sang bên Mỹ với mấy cái diễn đàn của thằng Tân Thái, của thằng Benny Trương thôi. Nhưng nhà chúng mày là đã có đất rồi đấy nhá. Nghe chưa? Nhà chúng mày đã có đất rồi đấy. Nếu như chúng mày đòi an sinh xã hội ở bên Mỹ đây này. Có an sinh xã hội đấy, có tiền trợ cấp đấy, nhưng chúng mày không có cái gì đâu. Xe chúng mày cũng không có. Nghe chưa? Đất chúng mày cũng không có. Thì chúng mày mới được ăn cái tiền lương trợ cấp đó. Còn chúng mày có những cái thứ đấy không bao giờ được ăn lương trợ cấp. Chứ đừng đòi hỏi Việt Nam quá, nghe chưa? Đấy. Việt Nam là cái đó là cái nhân đạo của con người rồi đấy. Đấy. Chúng mày phải biết những cái điều đó, nghe chưa? Còn cái thằng ba quê ấy, mày ăn lương trợ cấp, mày phải biết là nhục cho cái chế độ của mày. Cái bản thân mày nhục lắm con ơi, nhục cực kỳ luôn chứ không phải là không đâu. Tao biết chứ sao không biết. Ta sống, đang sống ở cái đất nước tự do dân chủ đấy, ta biết lắm chứ. Cái đồng lương trợ cấp nó nhục như chó các anh chị ạ. Các anh chị có nhà có cửa ở Việt Nam rồi, các anh chị đi làm 8 tiếng là các anh chị đủ sống rồi. Nhưng nếu như Hải Yến đi thuê nhà ở bên đây, Hải Yến làm 8 tiếng Hải Yến không đủ sống đâu các anh chị nhá. Đấy. Vì mỗi một ngày Hải Yến mở mắt ra, Hải Yến là phải tính 200 tiền nhà và tiền ăn nữa rồi. Tiền nhà Hải Yến ở bên đây hiện tại bây giờ đấy, Hải Yến thuê là 1.200 euro. Đấy, 1.200 euro, đấy là tiền nhà và tiền điện, tiền nước, tính ra là nó 35 triệu tiền Việt mình, chỉ có tiền nhà không. Tiền ăn, tiền uống chưa có nữa các anh chị, tiền bảo hiểm các thứ chưa có nữa, tiền cho con, cho cái chưa có nữa. Đấy, thì tối thiểu mỗi một ngày Hải Yến phải có 200 ở trong túi. Đấy, không có 200 ở trong túi là chết nhăn răng rồi. Đấy, thì các anh chị thấy sao, đi làm chúng ta cũng phải vất vả lắm chứ. Đâu có phải không, đâu có phải là ngồi mà có tiền được đâu. Ngồi mà có tiền thì có mà. Cứ bảo ngồi chính phủ nó cho tiền để mà giàu có. Năm gì có đâu các anh chị, không có đâu. Đấy, chúng ta phải đi làm. Chúng ta phải kiếm miếng ăn. Đấy. Chúng ta phải kiếm miếng ăn cho bản thân của chúng ta và cho tương lai của chúng ta. Đừng hóng một cái tiền gì của xã hội. Đấy. Đừng hóng cái tiền gì gọi là an sinh xã hội của nhà nước. Hải Yến không. Hải Yến vẫn cứ nói 16 năm ở bên nước ngoài, dù có những lúc, những cái 7-8 năm đầu ấy, tưởng là Hải Yến chết, không có ăn. Đấy. Nhưng Hải Yến sẽ cố gắng làm một ngày. Hải Yến có 3 bảng, 3, một ngày Hải Yến phải đi làm 3 nơi các anh chị nhé. Gọi là 3 cái nơi đấy, gọi là 3 bảng lương đấy. Sáng sớm, 4 giờ. Ngày xưa Hải Yến còn chưa có cái xe ô tô đi, chưa biết lái xe ô tô nữa cơ các anh chị nhé. 4 giờ Hải Yến đã phải nẽo đau đạp xe đạp từ nhà ra nhà ga. 4 giờ sáng đấy các anh chị nhé. Nếu như 4 giờ sáng là các anh chị có nhà có cửa ở Việt Nam, các anh chị ngủ thoải mái đến 7-8 giờ các anh chị mới đi nào. Nhưng Hải Yến đi thuê nhà ở bên đây, bắt buộc Hải Yến phải làm 17-18 tiếng. Đấy. 4 giờ sáng ở bên đây các anh chị nhé. Hải Yến phải đạp xe đạp ra ngoài ga. Hải Yến còn đem bầu nữa cơ. Hải Yến còn có bầu nữa. Hải Yến vẫn cứ phải đi làm. Hải Yến vẫn cứ phải đi kiếm sống. Đấy. Để có một miếng cơm manh áo mặc. Để cho có cái cuộc sống nó ổn định. Hải Yến không ăn cái đồng xu trợ cấp nào. Tất cả bạn,
cái live stream của Hải Yến đây là Hải Yến đều là thực tế, kể cả bạn bè Hải Yến ở bên đây cũng biết. Mà tất cả những cái người, người ta cũng đã từng trải qua như Hải Yến rồi. Nhưng mỗi một cái người, người ta có cái khổ khác nhau. Đấy, cái thằng ba que đừng có mà giao dắt cho người Việt người ta ra tù và tội nữa.